Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Nó chạy rồi ơi. À đây đây. Ui gát. Đâu vậy? Đâu vậy? Bên này à? Bên này à? Bên này à? Ok. Bên này à? Ok đã xong nhá. Tuổi gì chơi với team của anh? Mày ngồi đây mày rình à? Hay lắm em ạ. Thật là tớ bảo nó ngay từ một mà ông không nghe. Nhưng mà nó ở ngay ở ngoài, nhìn hơi khó anh em ạ. Gắt thật, mấy thanh niên gọi là best noob của năm. Là đây. Thế nào vậy nhỉ? Thế nào vừa chạy qua chỗ ông ơi, ông nhỉ? Kệ nó đang mải rút đồ cái đã, mặc kệ. Đây vào đây, nó chạy à? Xe đấy đi khỏi sợi luôn đi ông ơi. Nó vòng lại ông ơi, nó vòng lại này. Qua đây em ơi. Đúng rồi, qua đây em ơi, qua đây em ơi, qua đây em ơi. Nổ xe nhá, xuống xe. Xuống xe em ơi. Muốn chết vì nổ xe các bạn ơi. À, gắt. Cố lên bạn ơi, cố lên bạn ơi, khỏi quần đi. Gắt quá nhỉ. Qua bạn ơi, xe nó. Cứu nó. Ok, tuyệt vời, nhanh cứu mình phát. Xin mình đài bạn ạ. Đây đây, quần máu đã anh em ơi. Hello mọi người, chúc mọi người xem live vui vẻ nhá. Được rồi. Bạn gái mình rẻ tiền làm vậy, mình đang rút đồ chưa xong mà. Mình phá mình cả bạn. À. Sao bạn? Không, đồng đội em sao mà chết được. Bạn cứ đùa mình sao sao ấy. Bạn đùa mình nhỉ? Đây, let's go nào người anh em. Mình qua mấy cái đảo nhỏ xem kiếm người dễ hơn không ạ? Đi nào các bạn ơi, đây. Mình sẽ qua cái khu vực đó là khu vực công xưởng nha anh em. Chắc là sẽ rất là dễ kiếm người nhá. À đây, có nâng giáp này, tuyệt vời. Hi bạn ơi, bạn giáp mấy rồi? Giáp 2. Giáp 2 á? À? Wow, mình giáp 4.5. Hi. Let's go. Vào trong này và chúng ta sẽ lại tiếp tục đi kiếm mạng thôi nha em ơi. Bên trong xe mới á? Ok đây, tôi với ông qua đổi xe mới luôn nhá. À, thế xe ngon rồi đúng không ạ? Rồi, chỗ nào, chỗ nào? Sao chưa tải? Đây, 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 đây. Chắc là chúng nó cũng muốn đổi xe mới à? Muốn đổi xe mới à? Muốn đổi xe mới à? Gắt. Đã xong sao à? Ủa, thế nào vậy? Hàng rào bên kia. Thế rồi ngoài. Bên này, bên này. Nó chạy mãi xa cơ. Ok, ok, đây. Đây rồi bạn ơi, đây rồi bạn ơi. Ok, đã xong nhá. Một đứa chạy xe bạn ơi. Qua đây, support mình này. Nó chạy xe này à? Ui, hai đứa chạy xe không ơi. Gắt quá nhỉ. Hai đứa đều cả chạy xe này. Gắt. Bạn chơi thế mình thấy gắt rồi. Hơi nhị ơi, bạn không nâng tay cho đồng đội ăn mạ hả? Wow. Ơ, thế á? Bạn đừng đùa mình cũng mới có 2 kill thôi. Bạn hơi nói dối mình nhá, lúc trên kia là bạn ăn 2 kill rồi. Bạn nói dối mình, nói dối, tôi không tin vào lời nói dối. Đây là khi đồng đội nói dối bạn ăn quá nhiều mạng anh em ạ. Ồ. Team chúng ta trở thành KS team sao? Wow. Thôi bạn ơi, qua lấy xe mới chạy thôi bạn ơi, đây. Đấy có xe ngon này chạy này. Lamborghini này. Ơ, quên, Lambo đây. Đi nào các bạn ơi, đây. Dẫu sao chúng ta cũng đã có xe mới để chạy này. Ui ui, chạy đây không đây. Gát, tôi không ngờ chỗ nhỏ vậy chạy được không ơi. Đây nhé, tiếp tục đi săn mạng thôi các bạn ơi. Khu này chắc là hết người rồi. Còn đâu người nữa mà săn hả anh em. Đây để tôi chạy qua lại đảo chính không ơi. Bằng cái đường này nhá. Chán quá nhỉ anh em, đây đây. Đó, chuẩn bị rẽ phải nha anh em.
sẽ phải đi qua cầu và chúng ta sẽ lại qua lại đảo chính thôi nha. Ok đây, let's go này. Ê đứng ra bạn ơi, Huynh nhỉ, số man. Mình ra 4.5 khỏi ăn nhá. Anh em bạn ơi, lên đường. Bọn này bắt đầu nên là nó cắt máu không thấm mấy anh em ơi. Cắt máu cũng bình thường, mất có xíu máu thế à. Đâu có thấm gì đâu anh em. Let's go. Khu này hiện tại thì kẹo chẳng thấy thêm ai cả nữa anh em ơi. Chắc là hết người rồi à? Từ nha anh em. Cánh đồng này tôi nghĩ là sẽ có thêm người đấy, nhưng mà cứ phải từ từ các bạn ơi. Từ từ làm kiếm được mạng nhá. Chạy qua trên này và vẫn chưa thấy ai cả anh em ơi. Wow, thế người đâu cả rồi, người đâu cả rồi anh em ơi. Không có thấy này, chán nản ghê cơ. Đây, vòng qua phía này nha anh em. Wow. À, hầm sắt này. Thế loanh quanh khu này may chẳng có người không ơi. Tôi cứ lượn lờ mấy căn nhà này cái đã. Đấy, lượn lờ cẩn thận luôn này. Wow, no một ai. Thế thì chịu rồi. Ok, mình sẽ chạy lên phía này. Thế nào nhỉ bạn nhỉ? Đây đây bên phải á? Đấy, có bên phải rồi này. Chúng ta sẽ qua chỗ thứ anh em ơi. Đâu đó không có ai cả. Ồ. Ai đưa em vào đây khỏi lượng. Được sao nhỉ? Em đứng ra này bạn ơi, cho bạn đứng ra này. Giáp full chưa? Giáp full đó. Ok, phía sau mình có người bạn ơi. Hình như là nó đây. À, xe máy à. Xe máy mới chạy một niềm tin và hy vọng. Ơ, hai xe bạn ơi. Hình như lên xe không nhỉ? Lên xe không có tông cho bây giờ. Lên xe nhanh. Còn đi nữa. Một xe đây bạn ơi, nhanh bạn ơi. Một xe cái đây bạn ơi. Hình như lên xe. Nhanh. Lên xe luôn để công ra này, đấy một đứa này đây này. Này xanh mộ rồi. Sao tổng đá nha bạn ơi. Này, xanh mộ rồi nha em ơi, ok. Hạ bước kia cho nó chạy mất tiêu rồi bạn ạ, khỏi lo. Hơn chạy xe máy á, đấy. Sẽ nắm kẹt rồi, nghỉ anh em ơi. Khỏi chơi. Thế còn hai đứa, một đứa chạy xe hai chỗ màu xanh dương, một đứa chạy xe máy. Giáp full rồi cứ thêm một quẩy thôi chứ ngại gì hả các bạn ơi. Mình sẽ lượm thêm từng máu nha các bạn. Đó. Cả đang có cho mình đó là 6 từng máu đây. Bên này. Bên nào vào đây? Hướng cầu nhà gỗ không? À, cả nhà gỗ à? Đây rồi. Ok, nốt thì nhé. Đậu xem này. Nó dựa băng keo kính nhau bạn ơi. Ngay hướng băng keo 300 nhá. Sao nhà gỗ đang xấy tôi này. Đang xấy tôi này ông ơi. Gắt. Sao nhà gỗ phía dưới ấy. Đây. Bắn bạn sấp mặt á. Thế thì ghê rồi. Ok đây. Tôi đẩy phía này ông ơi. Đậu xe này. Móc được một đứa rồi ông ơi. Ok, clear xong chưa? Tuyệt vời. Làm quả móc ngay phía sau này. Cả đình cầm sao mà để ý được hả anh em. Quầy goza này. Ngon, nó lại thơm quá nhỉ anh em. Bên này có băng keo không nhỉ? Hết băng keo rồi. Goza mình vừa thấy. Ơn, bạn cũng có rồi à? Không, mình. Bạn có scope 1x gì không? Ông ấm nhiệt này. Xài tạm cái ống nhiệt cũng được này. Ok anh em, ngon.
Thế còn là bạn ơi. Ok không? Bây giờ mình có một quả thôi đây, chia mấy quả vào đây. Này này. Chia mình ít băng keo bạn ơi. Ơ chắc là mình không để ý à? Ở đây là một sắc khác bạn ơi. Hơi lộn. Băng keo nha các bạn, tuyệt vời. Nữa này. Ui, xíu nữa tôi chạy hẳn xuống dưới anh em ơi. Lời thật. Thế con nào bạn ơi? Vậy là còn lại còn 80 trận nữa thì team của kẹo sẽ giành được top 1 anh em ơi. Cố gắng làm trận top 1 đấy nhỉ anh em. Lúc nãy vừa được top 1 xong, bây giờ làm thêm trận top 1 nữa cho có không khí nhá. Tôi lấy giảm thanh cái đã, ok. Trang bị luôn thanh các bạn ơi. Đấy, giảm thanh sấy đỡ lộ vị trí cho nó ngon. Ủa, người đâu cả rồi ngây. Không thấy ai nữa này. What the hell. Từ từ đã bạn ơi. Thế tôi với ông cứ ở trên đi, ở trên mà canh không ạ? Canh cả cái phía sau đồi cánh đầu nữa, tôi canh phía cái đầu cho. Thật ra là phía... tôi nghĩ là thị trấn nó chạy lên nhiều hơn đấy. Cánh đồng này bây giờ thấy ai đâu, đây lợn lờ nãy giờ anh em ơi, không có ai nhá. Thế cứ canh thị trấn có lẽ như là ngon lành cảnh đào anh em ạ. Ok ok đây. Ơ bạn đây, có tiếng chân này. Ơ tiếng chân của bạn à, đậu xanh, tưởng đứa nào. Thế lấy xe săn mạng không ơi, cũng được rồi này. Còn lại có vài đứa canh làm gì mất công này. Ok anh em, team của kẹo sẽ xuống lùa bọn nó như kiểu là lùa vịt luôn nhá. Nào chạy đi các em. Chạy đi các bạn ơi, bo thu giờ này, chạy đi các bạn ơi. Hey. Chưa thấy đứa nào cả anh em ạ. Ok. Chúng ta nên chạy vòng lại bạn ơi. Lại chạy bên trái thôi này. Wow. Nếu bạn ai. Ok đây, không ra ngoài bo nhá. Thế cho nó lại ở bên trên hết không ơi. Xuống xe đi bộ không nhỉ. Cho nó ở trên cái đầu rồi. Tôi tưởng ở thị trấn cơ. Đâu bạn. Em bên trên mình nhá. Ok đây, lấy luôn, xử nó luôn. Không cho ai đẻ trứng không ạ. Câu liệu này, gắt. Gắt vậy. Kêu nó không nhỉ, hai đứa à. Hơi gắt đấy không nhỉ. Xử nó luôn này. Ok, một đứa đang chạy vào ngay, bạn nó ngay. Bạn nó ngay, ok, nó dựng băng keo này. Làm gì mà căng hả, đây, còn máu cái đã. Bên đường có người nhá. Ok, các bạn đây, cứ qua xử nó trước cái đã. Thằng này xử nó luôn đã. Đây bạn, let's go, nó bơm phun máu rồi bạn đây. Ok đây. Bạn câu hụt cả rồi, đang xong băng keo này. Đây, mãi phía ngoài bạn đây. Mãi phía ngoài này, đậu xanh mày làm gì vậy? Thằng này. Đậu xanh mày làm gì vậy? Ok đã xong nhá. Gắt. Đã còn máu rồi đã. Ôi còn 6 đứa nữa cơ mà ông ơi. Thế này hơi ghê rồi các bạn ơi. Ok đã xong. Một đứa chỗ chân chân cái mà nó vừa đu dây ông ơi. Chân đu dây một đứa nhá, cứ đi hộ tôi cái, đang còn máu. Hai thằng á, cứu nhau rồi á. Hẳn cứu nhau cả. Cứu nhau này. Gắt, ok được. Hay lắm bạn ơi. Tôi tưởng chỉ có một đứa. Thế là bây giờ còn lại 4 đứa nữa ông ơi. Bên đồi á? Đâu bạn ơi? Chỗ nào vậy? Người bò á? Từ ông ơi, thế để xem tôi lượn thêm băng keo rồi đã. Sao chơi đây? Uê ông ơi, nó thấy tôi rồi. Nó băng keo tôi ông ơi. Gắt thật anh em ơi. Bạn ơi, cho nó ngay hướng đấy cả rồi đấy. Hôn nhau nhé. Chạy cẩn thận. Không xem mộ bây giờ, đây, tôi cùng nó rồi đã. Ông cứ lùi bước đi. Ở trong mộ là được rồi. Cho nó chạy vào ngay bây giờ đấy. Các bạn là gắt quá mà anh em. Tôi ở sau cover cho. Không, mình chạy vào trước đây. Bạn ơi, 1.5 nhá, 1.5 có 1 đứa nhá. Bắn luôn mình. Có 2 thằng. Ok, đây. Ê, 1 thằng đang chạy xuống gốc cây à. Tôi còn đứng đây là ổn này. Đó. Trang bị nòng 3 vào anh em ơi. Nòng 3 sấy tầm này là quá hợp lý luôn nha. Nó chưa chạy vào cả. Hai đứa bạn ơi.
Thần ốc gì á? Ok. Thế ngay ngoài à? Ngay ngoài đây à? Ủa bạn ơi đây. Đây bạn ơi. Đây bạn ơi này. Ok nhân dấu này tuyệt vời. Trời. Đây mình cứu bạn nha. Ui. Cứu nổi không? Cứu được. Ăn mừng nào. Đấy nó phải như vậy chứ. Ăn mừng nào hôn nhỉ. Trời. Ngon chưa anh em ơi. Đấy. Ăn mừng vẫn cứu được nha các bạn ơi. Với như vậy là trận này thì mình đã có được 6 kill top 1 nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.